Thôi tắt máy đi Sơn Hùng, em vào lại đó. Vào lại nó phá đó. Nó leo lên và đừng có bấm chạy té em nghe chưa. Rồi Sơn Hùng cho nó bò lên nè. Sơn Hà cũng tập thể dục nữa nè. Ê ê, tránh ra, đừng để em chui qua, kỳ lắm. Ừ, thôi con đừng có leo đó, té đó, kéo nó xuống đi Sơn Hùng. Nằm xuống. Đi xuống đất đi. Chỗ anh hai tập thể dục mà lên quậy quá. Đầu ra đứa rồi. Kẹt Quậy quá. tay. Kẹt tay. Sơn Hà muốn làm con chuột bạch nè.